Chiều ngày 27 tháng 8, lãnh đạo đồn biên phòng Kỳ Khang thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ của đơn vị này, phối hợp với chính quyền và ngư dân địa phương, nỗ lực tìm kiếm một ngư dân bị mất tích trên biển. Thông tin ban đầu, chiều ngày 26 tháng 8, ông T, 58 tuổi, trú tại thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, một mình ra khơi, hành nghề câu mực trên vùng biển xã Kỳ Phú, cách bờ biển khoảng 3 hải lý. Đến khuya cùng ngày, ông T liên lạc về cho người thân bình thường, nói đã câu được một số mực bỏ trong lòng và kêu mệt. Tuy nhiên sau đó thì bị mất liên lạc hoàn toàn. Gia đình đã liên lạc với một số ngư dân cũng đang hành nghề đánh bắt hải sản gần đó tìm kiếm giúp. Sau đó họ phát hiện thuyền của ông T đang neo đậu trên biển, đèn vẫn sáng nhưng không thấy người. Qua kiểm tra thấy lồng chứa mực không còn, các vật dụng quần áo điện thoại vẫn còn nguyên vẹn ở trên thuyền. Theo nhận định ban đầu, quá trình đi biển do thời tiết nắng nóng nên ngư dân T đã cởi áo để trên thuyền, ngồi câu mực cho mát. Có khả năng sau đó ngư dân này bị đột quỵ, rơi xuống biển.